tạm biệt cũng như một lời tri ân cực kỳ tuyệt vời dành cho người đồng đội Lê Hoàng Việt. Đường chuyền ngang, dứt điểm. Đó là pha xử lý của Đồng Hồ. Câu lạc bộ Hạt Điều Thương Thương mới có duy nhất được một chiến thắng. Dứt điểm, 1-0 dành cho các cầu thủ Hạt Điều Thương Thương. Đó là cú đá của Đoàn Hải Quân. Cầu thủ Hạt Điều Thương Thương đã tận dụng tốt những sai lầm cơ bản trong hệ thống phòng ngự của Đạt Vĩnh Tiến. Thực chất là Đạt Vĩnh Tiến ở mùa giải này sau khi không có quá nhiều được mục tiêu. Đánh đầu. Và như vậy là tỷ số đã được san hòa. Người mang về bàn thắng cho câu lạc bộ Đạt Vĩnh Tiến đó là Lê Quốc Anh. Quốc Anh, hàng phòng ngự của Hạt Điều Thương Thương chơi quá tệ. Không ai bật nhảy và không dứt điểm. Lại là cú đá của Quốc Anh. Nhưng lần này thì bóng đã khiến cho khung thành của Hạt Điều Thương Thương rung lên mà thôi. Hiếu rất tốt. Đồng Hồ dứt điểm. Bài phối hợp rất hay và tỷ số là 2-1 dành cho các cầu thủ Hạt Điều Thương Thương. Người tạo ra được điểm nhấn ở tình huống vừa rồi đó là Hồ Ngọc Hiếu. Những pha phối hợp tam giác khá mượt mà của các cầu thủ Hạt Điều Thương Thương. Cùng với đó là chủ tịch. Và như vậy là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 đã đến với Hạt Điều Thương Thương. Ở tình huống vừa rồi tôi không hiểu hàng phòng ngự của Đạt Vĩnh Tiến làm gì. Thái Sơn à. Và Đồng Hồ thì cực kỳ thoải mái bằng cắt và ghi một bàn thắng đơn giản. 3-1 cho Hạt Điều Thương Thương. Không thấy có bất cứ một tinh thần chiến đấu nào tại để cho một thủ môn dâng cao như thế này cũng sẽ là việc chơi con dao hai lưỡi. Sức lẻo dứt điểm và lập tức có bàn thắng dành cho các cầu thủ Đạt Vĩnh Tiến, đó là Phát Đèn. Một lần nữa trong tình huống băng lên của Phát Đèn. Xuân Liệu đã không thể chiến thắng được Quang Thìn, nhưng ở tình huống đá bồi thì mọi thứ đã quá đơn giản với Phát Đèn. 2-3. Và như vậy là cuối cùng chúng ta cũng thấy rằng Đạt Vĩnh Tiến đã là hơi thiếu đi sự quyết liệt. Quay sở và dứt điểm, đó là một tình huống dứt điểm theo kiểu của pivot. Người vừa tung chân đó là Trần Đăng Khoa. Đăng Khoa. Cơ hội. Thật khó tin. Minh Thuần cần biết rằng những pha xử lý của anh nếu mất bóng là cơ hội. Và tôi vừa nhắc đến bàn thua các bạn ạ, tôi vừa nhắc đến bàn thua. Và tôi cũng vừa nhắc đến việc chưa có một thủ môn nào ghi bàn được tại cả hai mùa SPL. Và giờ đây chúng ta đã có một bàn thắng có thể nói là lịch sử của SPL. Thủ môn ghi bàn. Tưởng chừng như Minh Thuần sẽ là người làm được điều đó, nhưng anh phải vào lưới giặt bóng sau cú đá của Ngô Quang Thìn. Cơ hội vẫn chưa chiến thắng được Quang Thìn. Và như vậy là tiếng còi mãn cuộc cũng đã vang lên. Tỷ số chung cuộc của trận đấu là 4-2 nghiêng về phía Hạt Điều Thương Thương trước Đạt Vĩnh Tiến, đội quá cố. Cũng xin cảm ơn Hạt Điều Thương Thương.